Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, clip nội dung bán ba quả dứa với giá 500.000 đồng cho du khách người nước ngoài lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội, trong đó có một bộ phận không nhỏ chửi bới và đòi xử lý nghiêm người bán trái cây, được cho là hét giá kia. Ngày 1 tháng 5, công an quận Hoàn Kiếm thông báo thông tin 500.000 đồng ba quả dứa là sai sự thật, vụ việc khiến một số người đặt ra câu hỏi, người Việt có phải lúc nào cũng xấu xí. Ngay cả khi có phản hồi từ phía cơ quan chức năng, nhiều người Việt vẫn tiếp tục chửi bới và lên án người bán trái cây, đòi đối chất vị du khách kia cho ra lẽ. Bên cạnh những ý kiến trên cũng có không ít người bình tĩnh hơn khi cho rằng không biết cô trái cây đúng hay sai, nhưng xem clip, hành vi hất tung sạp hàng của du khách người nước ngoài cũng không đúng một số người dân sau khi xem đoạn clip cho rằng đó là hành xử thiếu văn minh ngông cuồng không đồng ý mua thì đòi lại tiền hoặc nhờ người khác trợ giúp có cần cua cả đống dứa và hất đổ đồ của bà bán hàng không trước phản ứng lên đồng chửi bới của một số người có người cho rằng tây luôn luôn đúng ta luôn luôn sai chúng ta tự coi thường đồng bào của mình hiện vụ việc tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, có một bộ phận không nhỏ người Việt vẫn luôn cho rằng người Việt lúc nào cũng xấu xí, người Việt luôn sai, người nước ngoài luôn đúng. Ông cho hay, khi xảy ra một sự vụ nào đó gây tranh cãi, không riêng vụ 500.000 đồng ba quả dứa, nhiều người hay mặc định người Việt sai hoặc thường có cái nhìn hạ thấp chính người Việt. Ông Lê Quốc Vinh cho đó là một định kiến, thậm chí là thiên kiến, từ đó tạo ra những phán xét cảm tính. Như trong vụ việc trên, có không ít người chưa tìm hiểu kỹ sự việc đã vội tuyên tội, chửi bới cô bán hàng rong người Việt, đòi công bằng cho khách du lịch nước ngoài. Ở đây, ông Vinh cũng không bàn hành vi của du khách, chỉ nói ở góc độ người Việt. Ông cho rằng định kiến đó không phải tự nhiên mà có, nguyên do sâu xa bắt nguồn từ chính người Việt chúng ta. Cụ thể trước đây, chuyện những người bán hàng có hành vi xấu xí trục lợi, nâng giá khống hoặc chèn ép khách du lịch không phải không có. Điều đó vô hình chung tạo ra một hình ảnh không đẹp, thiếu văn minh, dẫn đến việc mất niềm tin cho không chỉ du khách nước ngoài mà cả chính người Việt với nhau. Chuyên gia Lê Quốc Vinh cho biết chúng ta cần thời gian để thay đổi định kiến này. Muốn thế, mọi người dân phải biết tôn trọng pháp luật và có những hành xử đàng hoàng, minh bạch và có trách nhiệm với xã hội, không riêng gì những người bán hàng rong. Về những cơn lên đồng chửi bới người bán trái cây, theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, người dùng mạng xã hội cần bình tĩnh, khách quan hơn, tránh phán xét cảm tính, đó cũng là văn hóa ứng xử của người dùng khi tham gia mạng xã hội. Trước thềm kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5, cục du lịch quốc gia đã ban hành văn bản gửi Sở Du lịch và Sở Văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố tăng cường đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè. Trong đó cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch, tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách. Giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ, các cơ sở không tùy tiện tăng giá ép khách gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch. Ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm xử lý tình trạng chặt chém. Thứ nhất, mỗi du khách trước hết hãy là một người tiêu dùng thông minh. Trước khi mua bất cứ một sản phẩm dịch vụ nào, du khách nên hỏi kỹ thông tin về giá rồi mới quyết định có thực hiện giao dịch hay không. Thứ hai, tại các điểm du lịch, cơ quan chức năng nên yêu cầu người bán đăng ký thông tin sản phẩm nên biết công khai giá bán để khách hàng thuận mua vừa bán. Thứ ba, các lực lượng chức năng từ tổ dân phố, công an, chính quyền địa phương cần vào cuộc và quản lý chặt chẽ, đồng thời ban hành các tiêu chí quy định xử phạt hành chính. Nếu phát hiện hành vi vi phạm hoặc nhận được phản ánh từ du khách, các lực lượng cần kiên quyết xử lý mạnh để gian đe những người bán khác. Ông Hoan cho hay, chỉ một hình ảnh xấu lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thì mọi công sức xây dựng hình ảnh du lịch đều bị lung lay. Chúng ta phải cố gắng phòng hơn chống, nghĩa là đề phòng tất cả nguy cơ có thể xảy đến mà ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và con người trong mắt khách du lịch. Trên mạng xã hội, người dùng mạng tranh luận sôi nổi về vấn nạn chặt chém khi du lịch Hà Nội. Họ cho rằng hiện tượng này mãi chưa chấm dứt là do mức xử phạt quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với những người bán hàng trên thực tế, những người bán hàng rong thường bị xử phạt 150.000 đồng về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và trật tự đô thị. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, công an phường đã xử phạt người này 150.000 đồng về hành vi bán hàng rong, yêu cầu cam kết không bán hàng rong trái quy định. Một người dùng mạng xã hội cho rằng 500.000 đồng là cái giá chặt chém cho ba quả dứa từ một người bán hàng rong. Tuy vậy, hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế từ việc kinh doanh như thế thì có lẽ cái giá sẽ lớn gấp nhiều lần như thế. Người này cho biết thêm, không biết bao nhiêu lần phải cảnh báo khách du lịch nước ngoài tránh xa những gánh hàng rong như thế một người dùng khác bình luận rằng một trong những nguyên nhân khiến khách du lịch một đi không trở lại có thể từ những người chuyên chặt chém người này cho rằng phải phạt thật nặng và cấm buôn bán với những người như vậy để không vì một số con sâu mải hưởng biết bao nỗ lực gây dựng hình ảnh đất nước văn minh và con người thân thiện trong mắt du khách nước ngoài một người khác lại để ý kiến của mình rằng đã có rất nhiều người bán hàng rong chặt chém và bị xử lý nhưng xem ra vẫn không làm họ sợ để buôn bán đàng hoàng Chính họ là mất mặt Hà Nội, ảnh hưởng nặng nề du lịch. Chính quyền phải quyết liệt dẹp bằng được vấn nạn này. Người dân cũng tăng cường giám sát, can thiệp ngay khi người nước ngoài, khách du lịch bị người bán hàng rong chặt chém. Liên quan đến vụ việc, mới đây, khổ chủ là bà Nguyễn Thị Thành, quê ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã có những chia sẻ về câu chuyện này. Bà Thành không biết chữ, nhưng qua lời kể của con trai, bà mới biết mình bị dư luận xã hội, cư dân mạng ném đá vụ oan. Sự thực, thực là bà Thành bán 50.000 đồng một túi dứa cho hai khách Tây chứ không phải 500.000 đồng ba quả như trên mạng đồn thổi. Bà Thành cho hay bà đã trả lại hai người khách 450.000, sau đó bà cũng không hiểu tại sao hai vị khách này cứ tiếp tục bốc dứa. Thấy vậy bà nghĩ mình không biết tiếng mà vị khách người nước ngoài cũng không biết tiếng nên bà không bán nữa, quyết định trả lại tiền cho người này. Bà cũng cho biết thêm, vị khách này mua có một quả dứa chứ không phải mua ba quả như trên mạng đăng bà thành không hiểu vì sao một chuyện nhỏ lại bị đẩy lên thành nghiêm trọng trên mạng xã hội cuộc sống của người phụ nữ bán hàng rong bị xáo trộn ít nhiều sau khi bị dư luận xúc phạm nặng nề bà thành khẳng định mình nói sự thật nên bà không sợ gì cả tuy nhiên người nhà của bà vô cùng bức xúc khi người ta bảo mình tham làm thế thì chả mấy mà giàu Trước đó, vụ việc bắt nguồn từ một clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung người bán hàng rong chặt chém khách Tây 500.000 đồng ba quả dứa. Trong đoạn clip ghi lại cảnh, bà Thành và hai nữ du khách người nước ngoài đang cãi vã rằng co. Đến ngày 29 tháng 4, bà Thành đã đến công an phường Hàng Đào làm việc. Theo cơ quan chức năng, bà Thành bán một quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi ni lông, báo giá 50.000 đồng một túi. Hai nữ khách nước ngoài đưa tờ 500.000 đồng, bà Thành trả lại 450.000 đồng. Tuy nhiên sau khi đã cầm tiền trả lại, hai khách nước ngoài muốn lấy thêm hai quả dứa chưa gọt nhưng bà Thành không đồng ý, dẫn đến hai bên to tiếng. Công an cũng mời một số người dân chứng kiến vụ việc đến cung cấp thông tin. Những người này khẳng định bà Thành chỉ bán 50.000 đồng một túi dứa. Do đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bà Thành chặt chém khách Tây 500.000 đồng ba quả dứa là sai sự thật. Bà Thành chưa có tiền án tiền sự, chưa từng vi phạm pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết bà Thành không trèo kéo khách du lịch để bán giá cao nên không đủ căn cứ xử phạt thông tin vừa rồi kết thúc chương trình của chúng tôi và những thông tin mới nhất liên quan sự việc chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến quý vị trong video tiếp theo cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại